Còn xe này chưa biết ông Trump ông ngồi trên trên chiếc xe nào nữa. Chạy đón đầu mình là em chạy lên trên đây đón đầu đầu cái chỗ này nè. Đó, là chỗ ông Trump ở nè.
Hello. Đây chỗ tôi ở đó. Coi nó mai sống kìa. Hello, hello. Coi nó mai sống kìa. Hello, hello. Ở chỗ ông ở có lá cờ chần chần đây nè. Thank you for watching!